Nhìn bà ấy kìa, trông có chán không kìa chứ. Trước đây thì khỏe mạnh, danh vẹn là thế, giờ chỉ biết nằm ư ra, thức ăn phải mang đến tận mồm, chẳng được cái tích sự gì cả. Nếu đã như thế thì tao giữ mày lại làm cái gì nữa. Thôi, ăn nốt cái đám cỏ cuối cùng này đi, rồi rời khỏi đây, tao không có nuôi mày nữa đâu. Sao, không muốn đi hả? Chỉ biết làm sao được đây. Tao không thể nào nuôi một con ngựa già đua chẳng giúp được việc gì như mày cả. Tao biết mày ở với tao đã nhiều năm, rất trung thành nữa, rất được nhờ. Nhưng đó là ngày xưa rồi. Đám cỏ này coi như là tình nghĩa cuối cùng tao dành cho mày đó. Ăn đi, chứ còn đi nữa. Ra đồng, vào rừng và tự kiếm ăn. Sống được theo ngày nào thì sống. Thế nha. Mày đừng cứ van xin tao nữa, tao thực sự rất khó xử đó. Thôi được rồi, tao không muốn mang tiếng là người cản tình, nên tao sẽ cho mày một cơ hội. Nếu như mày có thể chứng minh rằng mình vẫn còn hữu dụng, vẫn còn có ích, thì tao sẽ cho phép mày ở lại. Ý tao là mày hãy vào rừng và mang một con sư tử về đây. Nếu làm được, tao sẽ giữ mày lại, không bao giờ đuổi đi nữa. Nghe rõ rồi chứ? Vậy thì đi đi. Về sức mình đâu còn được như xưa nữa, tại sao có thể chiến đấu và chiến thắng một con sư tử rồi mang về cho ông chủ chứ? Ông chủ cố tình làm như vậy để đuổi mình đi đây mà. Nói là cho mình cơ hội, nhưng khác nào dùng mình vào rút đường cùng đâu. Mình có van xin cũng vô ích. Thôi, chắc số phận của mình là phải sống phần đời còn lại trong khu rừng sâu này rồi. Ơ kìa, anh ngựa. Cường gió nào đưa anh đi vào khu rừng này thế này? Chẳng phải nhà của anh là căn nhà to đẹp ở dưới làng hay sao? Cáo đó hả? Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi, làm gì còn chỗ nào nương thân nữa, phải vào rừng để tá túc thôi. Ồ, sao thế? Sao anh lại bị đuổi ra khỏi nhà vậy? Tôi nhớ anh ở đó với ông chủ rất tốt mà, ông ta cũng rất yêu quý anh nữa. Thế là chuyện trước kia thôi, khi tôi còn trẻ khỏe, dũng mãnh. Giờ ông ta chê tôi già yếu, không giúp được gì cho ông ta nữa, nên ông ta đuổi tôi đi rồi. Sao ông ta lại càng tình càng nghĩa như vậy chứ? Dù gì á thì cũng đã gắn bó với nhau một thời gian rất dài mà. Anh á cũng đã dành cả thanh xuân để phục vụ cho ông ta rồi còn gì. Giờ anh già yếu, ông ta cũng phải càng thương anh hơn chứ. Phải chi ông ấy cũng nghĩ được như cậu thì tốt biết mấy rồi. Đằng này thì... Hey, ông ấy nhất quyết đuổi anh đi hay sao? Anh cũng không phản nài gì à? Có chứ, tôi đã cố gắng gian xin nhưng ông ta không chịu. À, nhưng ông ấy cũng cho tôi một cơ hội, nhưng xem ra có cũng như không, vì việc đó tôi không thể làm nổi được. Việc gì vậy? Anh thử nói xem tôi có giúp được gì không nè. Khó lắm, cậu không giúp được đâu. Có lẽ tôi phải chấp nhận số phận của mình rồi. Anh cứ thử nói đi xem nào. Anh quên tôi là người lắm mưu, nhiều mẹo nhất trong cái khu rừng này hay sao? Tôi thường xuống làng chơi, nhưng mà chẳng có ai thèm tiếp. Có anh là thân thiện, thỉnh thoảng còn giúp đỡ tôi, cho tôi thức ăn thừa nữa. Thế nên, lần này anh gặp nạn, tôi nhất định sẽ giúp anh. Anh cứ nói với tôi đi. Ông chủ bảo tôi phải mang về đây một con sư tử thì ông ấy mới giữ tôi lại. Đúng là nực cười. Chuyện không tưởng, phải không? Tôi thế này thì làm sao mà làm được cái gì chứ? Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này quá đơn giản. Tôi sẽ giúp anh làm được điều đó, yên tâm. Hả? Cậu nói sao? Cậu giúp được tôi ư?
có thật vậy không? Anh cứ tin ở tôi. Tôi nói được là làm được mà. Giờ anh chỉ cần làm theo những gì tôi bảo thôi, chắc chắn sẽ thành công. Được, tôi nhờ cả vào cậu đó. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ không bao giờ quên ơn cậu. Bây giờ anh tìm một bãi đất trống nào đó đi, nằm xuống giả như đang chết vậy. Tôi sẽ đi kiếm sư tử về cho anh. Anh sư tử ơi, có chuyện này tôi muốn báo cho anh biết nè. Có chuyện gì mà mỹ lên thế? Có biết là ta đang nghỉ trưa không hả? Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền đến giấc ngủ trưa của anh, nhưng tôi có chuyện này hay lắm, muốn kể cho anh biết nên mới vội đến đây tìm anh nè. Có chuyện gì á thì nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo nữa. Chẳng là tôi vừa đi ngang qua một bãi đất trống đằng kia thì thấy xác có một con ngựa chết đang dứt ở đó. Đúng là một bữa ngon, đúng không? Nhưng anh thấy đó, tôi nhỏ bé thế này, còn con ngựa kia thì to lớn như thế, tôi không thể nào vác nổi được. Thế nên tôi mới nghĩ đến anh, muốn rủ anh ra đó cùng hợp sức mang con ngựa về. Rồi tôi chia anh hai phần, tôi chỉ lấy một phần thôi. Nghe cô hấp dẫn đi nhờ, nghĩ đến thôi cũng đã thấy thèm rồi. Chứ sao nữa, tôi là tôi quý anh lắm nên mới rủ anh đó nha. Được, ta ghi nhận tấm lòng này của chú mày. Thế con ngựa đó ở đâu? Mau dẫn đường đi. Đây 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 đây, đó kia kìa, nằm chết chỏng chết chơ ra kia kìa. Chà, con ngựa to đó. Bảo sao mình chú mày không thể khiêng nổi mà chén ngược ở đây á, chứ còn mang về làm cái gì cho mất công? Ê, làm vậy sao mà được? Nếu dễ dàng vậy thì lúc nãy tôi đã chén luôn rồi, mất công đi gọi anh đến làm gì nữa. Có cái gì mà không được chứ? Trời ạ, anh ở trong rừng bao nhiêu lâu rồi mà vẫn còn ngây thơ như thế? Giờ này thợ săn họ đi sắp đi săn rồi, nếu như mình ăn ở đây chẳng may gặp họ thì có phải là công cốc không? Có khi họ bắt luôn cả chúng ta, chứ con ngựa này cũng nên. Thì cố mạng danh lên chứ sao? Anh xem, con ngựa to như thế này ăn một lúc làm sao mà hết. An toàn nhất á vẫn là mang nó về hang rồi từ từ mà gặm nhấm, ăn uống thư thả nó mới ngon chứ. Vừa ăn vừa sợ vừa đề phòng còn cái gì thú vị nữa. Cũng có lý. Vậy thôi, mang nó về hang đi. Thế giờ tôi buộc ngựa vào người anh, rồi anh kéo nó về nha. Nhất trí, buộc chưa chắc vào đó. Công á, tôi kéo lê phải được 3 phần, chứ 2 phần á thì vẫn là thiệt thòi đó. Thôi được rồi, được rồi, chia làm 4 phần đi, anh 3 phần, tôi chỉ lấy 1 phần thôi. Ê da, sao buộc chắc thế? Như vậy thì chạy làm sao được? Tôi chính là muốn anh không chạy được mà. Hả? Ý chú mình là sao? Xong rồi đó, anh chạy đi. Ê, ê, chuyện gì thế này? Con ngựa chưa chết sao? Con béo khốn kiếp, mày, mày dám lừa tao à? Chúc mày thành công nha, anh ngựa. Thả nó ra, con ngựa khốn kiếp kìa. Chuyện gì thế kia? Chú Sơn Đâm của chúng ta sao lại bị kéo lê dưới mặt đất vậy? Hắn ta để làm gì đắc tội với bác ngựa già kia hay sao ta? Bác ngựa già trông dũng mãnh quá à. Chắc giờ đây con ngựa già của mình đã vào hẳn trong rừng sâu rồi. Đừng cứ trách tao nha khi đưa ra cho mày cái điều kiện vô lý như vậy. Chỉ là tao không muốn giữ lại một kẻ vô thích sự thôi. Hy vọng vào rừng mày sẽ được nuông thú giúp đỡ, sống cuộc sống tự do, tự tại sẽ tốt hơn cho mày. Kia chứ phải là con ngựa của mình ư? Sao bỗng nhiên trông nó mạnh mẽ vậy? Tôi quên thứ gì rồi?
Lễ nào đó, đó. Mày về rồi sao kìa? Đây là sư tử hả? Mày đúng là đang mang về một con sư tử thật ư? Ôi trời ơi. Rất không thể tin nổi. Tao cứ nghĩ là mày già yếu lắm rồi, chẳng còn làm được việc gì nữa chứ. Vậy mà mày vẫn có thể chiến đấu với sư tử và mang nó về đây sao? Có phải vì mày quá khao khát được ở lại với tao nên đã biến mình trở nên mạnh mẽ như vậy không? Tội nghiệp mày quá. Tao lẽ ra không nên đối xử với mày như vậy. Nào, mày đã làm được điều phi thường. Vậy thì ta cũng sẽ giữ lời hứa, sẽ giữ lời mày, nuôi mày cho đến khi mày chết thì thôi. Có chịu không? Xem mày vui sướng chưa kìa. Thôi nào, vào chuồng đi. Còn tao sẽ gọi người đến làm thịt con sư tử này, rồi bán lấy tiền mua thức ăn ngon cho mày nha. Thế nào rồi anh ngựa? Mọi việc tốt đẹp chứ? Tốt rồi, tôi đã được ông chủ giữ lại rồi. Ông ấy hứa mỗi ngày sẽ cho tôi ăn uống no nê luôn, đầy đủ cho đến khi tôi chết mới thôi. Chúc mừng anh nha. Tôi cũng mừng cho anh lắm á. Cảm ơn cậu nhé Cáo. Nếu không có cậu, chắc giờ này tôi vẫn còn lang thang trong rừng rồi, không có nơi nương tựa nữa. Anh không cần cá sáo đâu, chúng ta là bạn mà. Đây, quà của anh đây. Một lần nữa, cảm ơn anh rất nhiều. Món này á, ngon hơn thịt ngựa là cái chắc rồi. Anh đúng là hiểu ý tôi đó. Bạn tốt. Đối với những người vô tình, cần dùng trí thông minh để thể hiện cho họ thấy bản thân vẫn còn giá trị, để họ buộc phải giữ mình ở bên và chăm sóc cho mình. Lời ru của bố. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về vợ chồng Ruslan và Anastasia cùng cô con gái Alexia ở Dnipro, Ukraine vào cuối năm 2013. Ruslan à? Gì vậy em? Hơn 7 giờ rồi, anh đi tắm rửa đi rồi ăn sáng nữa. Vú Maria đã chuẩn bị xong rồi đó. Alexia, con ăn món này đi nè. Hôm nay ta làm món con thích nhất đó. Con bé thích ăn holissi sao? Chắc mình bận quá nên không để ý thôi. Thôi chúng ta ăn đi. Chẳng phải mình còn phải hoàn thành nốt bản hợp đồng hay sao? Ừ, vào chiều nay anh phải xong nó rồi. Ôi, mẹ đang bận mà, con ra ngoài chơi đi. Bố ơi, con búp bê này đẹp lắm, biết đi với biết hát nữa nè. Chúng ta cùng hát được không bố? Alexia, con ra ngoài chơi đi. Không thấy hôm nay bố mẹ đang bận hay sao? Nhưng mà con không muốn, con muốn chơi với bố mẹ. Bố bảo là con ra ngoài chơi mà. Đi chơi với Vú Maria đi. Vú Maria. Có chuyện gì vậy ông chủ? Bây giờ cô đưa Alexia đi chơi đi. Không thì ra siêu thị, nó thích gì thì mua cho nó. Chứ nó đang làm phiền chúng tôi làm việc. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Lát tổng giám đốc và các đối tác đến, mình phải biểu hiện thật tốt một chút nha anh. Như vậy công việc vào năm mới sẽ thuận lợi hơn. Anh hiểu mà. Anh đảm bảo sang năm anh sẽ được thăng chức vợ yêu à. Bố với mẹ lại chuẩn bị tiếp khách đó. Ngày đầu năm mới mà bố mẹ chẳng cho em đi chơi à. Ôi, tổng giám đốc và các ông bà tới rồi. Mời mọi người ngồi xuống, rồi chúng ta chuẩn bị chào mừng năm mới ạ.
Được rồi, chúng tôi không khách sáo nha. Mà bọn trẻ ở đâu rồi? Chắc là hai anh em đang ở trong phòng chơi đồ chơi ấy mà. Kệ bọn trẻ. Nào nào, mọi người ngồi xuống ăn chút hoa quả đi. Tôi đã dặn đầu bếp làm những món rất ngon đấy. Em yêu, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Coi như xong rồi anh ạ. Đợi vú nuôi gấp nốt những miếng thịt kia ra nữa là chúng ta có thể bắt đầu bữa tiệc được rồi. Bố, mẹ, Alexia bị mất con búp bê anh à. Em ấy đang khóc đòi. Sao em khóc còn không dỗ dành mà lại chạy về đây? Bố mẹ đang bận mà, con không thấy hay sao? Nhưng con không dỗ được em. Em ấy muốn bố mẹ tìm búp bê anh à. Anna, có mỗi một con búp bê thôi mà. Thật là, con về chơi với em đi. Nhớ đừng làm phiền bố mẹ nữa. Con về phòng với em đi. Vũ Maria xong việc sẽ chơi với các con. Ông bà chủ, tôi nghĩ sau khi kết thúc bữa tiệc rồi, hai người nên dành thời gian chơi với hai đứa một chút đi. Ôi trời ơi, có gì đâu mà. Lớn lên chúng nó sẽ hiểu chúng ta làm tất cả là vì chúng nó thôi. Thôi, mau dọn món ra đi, đừng để mọi người chờ lâu. Em đừng khóc nữa, để anh đi tìm con búp bê Anna cho em nha. Sao con không ở trong phòng lại ở đây? Con đi tìm búp bê Anna. Búp bê biết hát đó bố. Bố ơi, bố đi tìm búp bê cho con đi. Lại là Anna, bố không có thời gian tìm cho con đâu. Con còn làm phiền bố, bố sẽ phạt con đấy. Alexia, em đâu rồi? Bố, mẹ, Alexia có ở đây không ạ? Con không thấy em ấy ở trong phòng chơi nữa. Hả? Chẳng phải con chơi với em hay sao? Sao lại không thấy em nữa chứ? Dạ, con đi tìm con búp bê cho em, để em không khóc nữa. Vậy thì không thấy em đâu nữa. À, nãy con bé bảo đi tìm đồ chơi, con thử ra vườn xem. Chắc con bé ở đó ấy mà, chứ đi đâu được. Dạ, nhưng... Suýt lên, vợ chồng cậu qua đây nào. Con đi tìm em đi. Bố có công việc cần thương lượng, đừng làm phiền bố mẹ lần này nữa nha. Vậy là những nỗ lực của chúng ta sắp đạt tới đỉnh cao mới rồi. Anh yêu ạ, sang năm mới anh sẽ được thăng chức rồi. Chết rồi, chết người rồi. Ông bà chủ ơi, ông chủ ơi, bà chủ ơi, nhanh lên. Alexia, tỉnh lại đi con. Làm ơn tỉnh lại đi. Alexia, không được. Alo, làm ơn cho tôi một xe cấp cứu tới số nhà 21, số Negro. Mọi người làm ơn nhanh lên đi, có đứa nhỏ bị rơi xuống hồ bơi rồi. Cố lên, con gái bé bỏng của bố. Con nhất định phải cố lên, nhất định không được bỏ cuộc. Các bác sĩ đã tới rồi Alexia, con cố lên. Đề nghị ông bà ra ngoài để chúng tôi thực hiện các biện pháp sơ cứu. Alexia, con phải tỉnh lại. Alexia, xin lỗi, chúng tôi rất tiếc, cô bé đã qua đời rồi. Không thể thế được. Bác sĩ, ông có thể thử lại lần nữa không? Tôi tin con gái tôi vẫn còn cứu được mà. Con bé đã ngừng thở trước khi bác sĩ đến đây 20 phút. Chúng tôi sẽ thông báo với cảnh sát. Không, Alexia, con phải tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi nào. Tỉnh dậy rồi, bố nhất định sẽ hát cùng con. Này nè, búp bê Anna của con đây. Bố sai rồi, Alexia, bố sai rồi. Con xin con hãy tỉnh lại đi. Này gió mưa, hãy tan mau. Trừng thông kia, hãy ngừng gạo.
thôi đi, Ruslan à. Con bé đã đi rồi, con hãy buông con bé ra để làm cho nó các thủ tục còn lại đi. Này con ơi, sáng lên rồi, cục con đón ánh mặt trời. Chúng ta phải tìm cách gì đi chứ, nó cứ như vậy hơn 30 phút rồi. Đó là bài hát mà Ruslan hay hát cùng với con bé. Xin mọi người hãy đợi một lát. Ông đừng ôm lấy xác chết nữa, cứ như vậy không tốt cho cô bé đâu. Để chúng tôi ghi xong biên bản rồi mọi người làm các nghi lễ cho cô bé. Không, không, tôi đã bảo là con bé sẽ tỉnh lại mà. Alexia sẽ không chết đâu. Này con ơi, sáng lên rồi, cục con đón ánh mặt trời. Alexia, Alexia, con tỉnh lại rồi đúng không? Alexia, con có nghe bố nói không? Cháu đây nè, con cố gắng ăn nhiều vào để nhanh được về nhà mình nha. Anh Sodomi nhớ con lắm đó. Dạ vâng, bố. Đây là con búp bê Anna con thích nhất nè. Con mau chóng khỏe mạnh như trước mà về nhà chơi với bố mẹ, với anh, với ông bà nha. Bố hứa sẽ cùng con hát mỗi ngày. Con bé vẫn đang ngủ mà, anh có đang làm ồn quá không? Nhưng mà anh nghĩ làm lâu như thế này liệu có sao không anh? Tiền bạc, sự nghiệp giờ với anh không còn quan trọng gì nữa đâu. Anh chỉ cần các con bình an thôi. Sự tích Hoa Ngô Đồng. Ngày xưa có một lão nông nọ, có tài cầm nghệ tuyệt đỉnh. Tiếng đàn của ông hay đến nỗi ai nghe thấy cũng phải khen ngợi. Cho tôi sang sông với. Cứu tôi. Ôi trời ơi, nhà ông ở đâu? Để tôi đưa ông về. Hả? Ông là ai? Cha tôi làm sao thế kia? Cha cô bị cảm gió, mau đưa ông ấy về nhà đã. Cha ơi, trời ơi. Cảm ơn ông đã cứu mạng. Ơn này không biết lấy gì đền đáp. Ấy, ơn nghĩa gì hả ông? Thấy người hoạn nạn, ai nỡ đi qua. Vậy là tốt rồi. Tôi xin phép cha con ông, tôi đi kẻo khuya. Xin ông khoan hãy đi. Xin ông hãy cho biết danh tính của mình, để sau này nếu có cơ hội, cha con tôi nhất định sẽ đền đáp. Chẳng giấu gì, tôi ở cách đây xa lắm, vốn là nghệ nhân chơi đàn nguyệt. Nay đã trạc ngoài tứ tuần nên tôi đang trên đường tìm đệ tử để truyền lại ngón đàn ấy. Rung rủi thế nào lại gặp gỡ hai cha con ông ở đây. Chẳng hay ông chính là lão nông có tài cầm nghệ tuyệt đỉnh mà mọi người thường nhắc tới. Thật là hữu duyên. Kim Cúc, con gái tôi là người đam mê âm luật, biết danh vị ông giỏi cầm nghệ đã lâu, nay lại có duyên gặp gỡ. Ông có thể ở lại đây nhận Kim Cúc làm học trò được không? Dạ, nếu được thầy chấp nhận, con nguyện sẽ dốc hết tâm sức để học hỏi. Con đứng lên đi, vậy ta sẽ ở lại xem tài nghệ của con đến đâu. Kể từ đó, Kim Cúc trở thành học trò của ông. Tiếng đàn của nàng ngày một hay hơn, cộng với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết ở độ xuân thời khiến cho người thầy đem lòng say đắm. Thầy cứ để con. Con biết thầy là người thích thưởng rượu mỗi khi đàn hát, nên con đã học và tự tay nấu lên vò rượu này. Con mong vị rượu này sẽ hợp với thầy. Khi mới nhấp môi tưởng như rất nhẹ, nhưng khi đến nơi cuốn lưỡi thì ta bắt đầu cảm nhận được cái vị cay của men
vị thơm đến nồng nàn. Vậy thì từ ngày hôm nay con nguyện sẽ là người dân rượu để thầy thưởng thức mỗi ngày. Đem xuống sơn sa giá buốt như vậy, thầy cứ phong phanh, không khéo lại cảm. Thầy phải chú ý sức khỏe à? Được rồi, ta sẽ chú ý. Vậy thôi, thầy nghỉ sớm đi ạ. Con xin phép về phòng. Không lẽ... Kim Cúc. Thầy dậy rồi ạ? Thầy chờ một lát nha, con đang chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đây. Trời chuyển đông rồi, mà con thấy thầy cứ phong phanh nên đêm qua con đã thức để đan tặng thầy chiếc khăn len này nè. Thầy thấy có hợp không ạ? Đẹp lắm, đường kim khéo lắm con à. Nếu bây giờ ta nói ra tình cảm của mình, liệu nàng có chấp nhận hay không, hay sẽ lãng tránh ta? Ta tuổi đã trạc tứ tuần, còn nàng vẫn tươi trẻ như đóa hoa mới nở. Nhưng nếu cứ im lặng thì tình cảm ấy sẽ mãi bị chôn lấp. Kim Cúc cũng đã tới tuổi cập kê mà vẫn chưa mối nào hả ông? Cũng có một vài đám tới hỏi, nhưng thì trẻ quá, đám lại già quá, đám giàu có thì coi vàng hơn người, đám đồng cảnh thì thất học thô thiển. Cũng phiền phiến thôi ông, con gái có thì mà. Thì cha con tôi có mơ mộng cao sang đâu, chỉ cần xứng đôi vừa lứa, hợp cảnh hợp người là được rồi. Thầy về lúc nào mà tôi không hay, mời thầy vào xơi nước ạ. Đây là bạn của tôi, nghe tin thầy đang dạy đàn cho Kim Cúc, nên ông ấy cũng muốn gửi gắm cậu con trai tới đây nhờ thầy rèn giũa. Không biết ý thầy thế nào ạ? Cậu ta là người thế nào? Con trai tôi năm nay chạc tuổi Kim Cúc, nhưng chỉ cần nghe qua tiếng đàn của nó thì người ta sẽ nhớ mãi. Được, vậy ngày mai ông hãy dẫn cậu ấy tới đây để ta xem. Dạ. Hạo Tam vừa cất tiếng đàn lên, người thầy đã vô cùng ngạc nhiên, bởi chưa bao giờ ông nghe thấy âm thanh sâu lắng đến vậy. Đây chính là người mà ta tìm kiếm bấy lâu nay. Con cảm ơn thầy đã nhận lời chỉ dạy con ạ. Từ đó Kim Cúc và Hạo Tam trở thành đồng môn sư muội, cùng nhau song tấu, cầm nghệ tài năng ngày càng xuất chúng. 2 năm sau. 2 năm qua các con đã khổ luyện, mai lên kinh ứng thi, các con hãy tự tin mà thể hiện. Thầy tin các con sẽ làm nên chuyện lớn. Dạ thưa thầy. Nhìn hai đứa chúng thật tâm đầu ý hợp, phải không thầy? Vâng, tôi cũng thấy vậy. Sau mấy ngày thi, cả hai học trò của người thầy đều được nhà vua khen thưởng. Chàng trai đã được chọn làm người trẻ tuổi đánh đàn hay nhất, còn cô gái được mọi người yêu thích và ngưỡng mộ nhất. Khốn hồn, có bao nhiêu tiền vàng nữ trang thì bỏ hết ra đây. Chúng tôi không có gì, mong các cậu tha mạng. Đừng đôi láo, ta biết các ngươi vừa được nhà vua trọng thưởng mà. Vàng, vàng này tụi bay. Hãy nắm chặt lấy tay ta. Các con bình tĩnh, bám chắc vào đây để thầy kéo lên. Hạo Tam, anh có sao không? Vì cứu em mà anh bị thương như thế này. Chúc mừng cô cậu nha, đúng là trai tài gái sắc. Thôi mau mau kết duyên đi. Tại sao thầy không nói tiếng nào mà đã bỏ đi như vậy? Hay là thầy giận chúng ta chuyện gì? Chắc có lẽ thầy còn việc riêng khó nói thôi.
ông ấy đã qua đời sau trận cảm lạnh. Theo lời dặn, tôi mang những vật này tới đây gửi cho cô. Sau khi người thầy qua đời, trên vò rượu đặt trên nấm mộ mọc lên một loài hoa. Những cánh hoa nhỏ bé ôm sát nhau như những giọt máu. Ấy chính là hoa ngô đồng, loài hoa tượng trưng cho một mối tình câm lặng nhiều đau thương. Nơi trái tim ở lại. Jack à, anh vào ăn sáng đi rồi hãy đi làm. Thôi, anh không ăn đâu. Nay có cuộc họp sớm, anh phải đi đây. Lúc nào cũng thấy anh bận rộn thế. Mà tối nay sinh nhật bé Rose đó, anh về sớm nha. Biết rồi, em nói nhiều thế. Ừ, giám đốc nói sao ạ? Bên đối tác họ đồng ý ký hợp đồng với mình 3 năm rồi ạ. Ừ, tất cả là công của cậu đó, Jack. Chuẩn bị nói cả phòng tối đi liên hoan nha. Dạ, ok sếp ạ. Vô, vô, vô. Thôi chết, mình quên mất sinh nhật con bé rồi. Sao cô ấy không gọi cho mình chứ? Trời ơi, chết rồi. Điện thoại mình để rung không biết. Anh đi đâu mà gọi mãi không được thế? Có biết là con bé mong chờ anh như thế nào hay không? Thì anh có việc bận đột xuất mà. Anh thì lúc nào chả bận. Có lúc nào anh dành thời gian rảnh cho vợ con không? Có mỗi sinh nhật thôi mà em làm gì to tát vậy? Không tổ chức được hôm nay thì hôm khác anh sẽ bù cho con bữa tiệc to hơn. Anh nói thế mà nghe được à? Không chỉ mỗi hôm nay thôi đâu, ngày nào anh cũng viện cớ bận công việc đi sớm về muộn. Gọi điện cho anh thì anh không nghe máy. Sinh nhật của tôi anh không về cũng được, nhưng còn con gái của anh cũng có thèm quan tâm gì đâu. Anh nghĩ lại xem, anh hứa cho con đi công viên bao nhiêu lần rồi, anh có thực hiện chưa? Thế thì anh đòi bù kiểu gì bây giờ? Tôi đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Sao cô cứ lạo bạo mãi thế? Tôi không thể chịu được nếu như cứ sống như thế này mãi. Tốt nhất là ly hôn luôn đi. Cô, alo. Này có lên công ty không anh? Đang có kèo đi massage xông hơi nè. Không em, anh vừa lập công nên sếp cho nghỉ 2 ngày xả hơi. Anh ở nhà thôi. Ờ, vâng, thế anh nghỉ đi nha. Em ơi, con gái ơi, hai mẹ con đi đâu mà không thấy tiếng ta? Anh gọi điện cho tôi làm gì? Anh không cần tìm mẹ con của tôi đâu. Lại giận dỗi bỏ về nhà ngoại chứ gì. Thôi về đi, hôm nay anh được nghỉ đó. Đơn ly hôn tôi viết sẵn để ở trong phòng á, anh ký đi. Kìa, cô ấy viết đơn ly hôn thật sao? Đúng là đàn bà lắm chuyện. Lần nào cãi nhau cũng bỏ về nhà ngoại mấy ngày, xong lại tự động về. Lần này lại làm đơn cơ đấy. Được ngày nghỉ thì hãm thế. Được rồi, cô về ngoại thì tôi cũng về nội luôn. Sao hôm nay lại về thăm bố mẹ đột xuất vậy? Bà vợ với con của con đâu? Sao chúng nó không về cùng? Nhà con vẫn phải đi làm mà mẹ. Bé Rose thì đi học. Nay con được nghỉ nên tranh thủ về thăm bố mẹ luôn. Không phải hai đứa lại cãi nhau nữa đó chứ? Làm gì có chuyện đó chứ. Mẹ cứ đa nghi. Tôi là tôi nghi anh lắm. Chứ anh có bao giờ tự nhiên nhớ đến bố mẹ như thế này đâu. Mẹ đúng là... bà bố của con đâu rồi ạ?
ông ấy chạy ù ra siêu thị mua ít thức ăn á mà, cũng vừa mới đi thôi à. Alo, ông đó hả? Rồi, tôi biết rồi mà. Bố của con gọi, ông ấy bảo vừa đun ấm trà gừng ở trên bếp, dặn mẹ uống luôn, không lại nguội mất. Bố mẹ tình cảm thế. Bà mẹ bị sao mà uống trà gừng ạ? Sáng giờ bụng no cứ âm ỉ đau ấy mà, uống vào cho ấm bụng á. Rồi mà, tôi biết rồi. Ông ấy lại gọi nữa, bảo mua được một ít thịt bò tươi ngon lắm, về làm món bít tết cho mẹ ăn. Có thế mà cũng phải gọi, đằng nào lát bố cũng về mà, đi có tí mà gọi suốt. Con chẳng hiểu cái gì cả. Đó là do bố của con luôn hướng về mẹ, về căn nhà này, cho nên đi đâu ông ấy cũng gọi về cho mẹ như vậy. Việc nhà dù lớn hay nhỏ, bố của con đều quan tâm. Dù bận đến đâu, ông ấy cũng dành thời gian nghĩ đến mẹ. Nhưng gọi nhiều như thế, mẹ không thấy phiền hay sao? Trời ơi, sao lại phiền chứ? Mẹ chỉ thấy hạnh phúc thôi à. Ba con gọi điện nhiều lần cho mẹ là tạo sự liên kết và chia sẻ giữa hai người, chứ không phải để làm phiền mẹ đâu. Chính sự liên kết mỗi ngày đó đã giúp ba mẹ ở với nhau cho đến bây giờ đó con à. Chắc này, đàn ông á không phải chỉ đi kiếm tiền rồi mang tiền về nhà là đủ đâu con. Con cũng phải để tâm, để lòng vào gia đình, vào căn nhà của mình. Có như thế mới hạnh phúc được đó con. Những gì con không vun đắp và tạo sự liên kết, chia sẻ mỗi ngày, dần dần sẽ nguội lạnh từ lúc nào mà con không hay đấy. Trời ơi, anh đang bận, gọi gì lắm thế? Anh này, mai chủ nhật, vợ chồng mình đưa con đi chơi nha. Có ngày chủ nhật được nghỉ, em tha cho anh được không? Anh chỉ muốn ngủ thôi, không muốn đi đâu hết. Anh nói thế mà nghe được à? Không chỉ mỗi hôm nay thôi đâu, ngày nào anh cũng viện cớ bận công việc đi sớm về muộn. Gọi điện cho anh thì anh không nghe máy. Sinh nhật của tôi, anh không về cũng được. Nhưng còn con gái của anh cũng có thèm quan tâm nó đâu. Anh nghĩ lại xem, anh hứa cho con đi công viên bao nhiêu lần rồi, anh có thực hiện hay chưa? Thôi mẹ ơi, con nhớ ra là có việc đột xuất phải đi. Mẹ gửi lời chào bố giúp con nha. Kìa con à, ở lại ăn cơm đã chứ. Thôi, để khi khác mẹ nha, con phải đi luôn đây. Nè, cái thằng này. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Kìa, Mary. Anh còn đến đây làm gì? Đơn ly hôn tôi ký sẵn để ở nhà rồi, anh cứ thế mà ký vào đi. Mary à, anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi mà. Em đừng giận anh nữa được không? Anh vừa nói gì? Anh xin lỗi à? Trước giờ mỗi lần em giận bỏ về nhà mẹ, anh chưa bao giờ xin lỗi em đúng không? Lần này thì anh biết lỗi thật rồi. Anh biết anh đã vô tâm, không nghĩ đến em và con. Anh cứ tưởng rằng chỉ ra ngoài kiếm tiền thôi là xong, mà không quan tâm, không dành thời gian cho gia đình mình. Anh sai thật rồi. Về nhà với anh nha. Từ nay anh sẽ để gia đình trong tim, không bao giờ bỏ rơi em và con nữa đâu. Người em bị mất tích. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về nữ vận động viên không chân Jane Bricker, 27 tuổi, sống ở thành phố Studio, California. Tạm biệt, cảm ơn ông bà. Tạm biệt, cảm ơn ông bà.
Này cháu bé, sao cháu lại bò ra tận đây cơ chứ? Thật là tội nghiệp, cô bé không có cả hai chân mà vẫn bò nhanh như các bạn khác. Cô bé là Linda, hiện tại là em bé nhỏ nhất của trại trẻ. Cô bé bị ba mẹ ruột bỏ rơi tại bệnh viện khi vừa mới ra đời. Chúng ta chẳng phải cũng rất muốn có một cô con gái hay sao ông? Con bé lại chạy đến nắm lấy chân của ông nữa. Tôi nghĩ cô bé có duyên với ông đó. Các con sẽ vui nếu đây là em gái của mình chứ. Chúng tôi có thể nhận nuôi cháu bé không? Điều đó không thành vấn đề. Nhưng ông bà thực sự muốn cô bé không chân này là con gái của mình sao? Tôi nghĩ rằng ông bà có thể suy nghĩ kỹ hơn về điều này. Không đâu thưa ông, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc về cô bé này. Cô bé sẽ không thể ngồi dậy mà không được ai giúp đỡ. Tình trạng của cô thật sự rất tồi tệ. Cảm ơn ông, nhưng tôi không tin như vậy. Con bé dù không có chân nhưng vẫn hoạt động rất hoạt bát. Thậm chí nó có thể bò nhanh hơn các bạn cùng độ tuổi. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ cho con bé đi kiểm tra nhiều nơi hơn. Tôi hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với ông bà. Tin tôi đi, cô bé sẽ làm được những điều vượt ngoài sức tưởng tượng của hai người. Cô bé không có một sự bất ổn nào ngoài việc không có hai chân cả. Điều cần làm bây giờ là ông bà hãy tạo động lực lớn cho con. Chúng ta vẫn luôn tin là như thế mà. Con gái bé bỏng của ta, con sinh ra không có hai chân là một điều đặc biệt. Đó không phải là một tai nạn, nó có một ý nghĩa nào đó. Con có muốn lên chơi cùng với các anh không? Dạ không. Làm sao mà con có thể nhảy được như các anh chứ? Tại sao con không thử, Linda? Mẹ nghĩ rằng con có thể chơi được đó chứ. Sẽ không có từ không thể trong từ điển của chúng ta đâu con gái à. Nào, cha sẽ cùng chơi với con. Tuyệt quá Linda. Tuyệt quá Linda. Tuyệt quá Linda. Cả nhà hãy xem con nè. Thật không thể tin nổi. Trời ơi, con gái của tôi. Cha đã nói không có gì là không thể mà. Con sẽ luôn làm được Linda. Cha ơi, cha thấy con làm có giống nữ vận động viên nhào lộn nổi tiếng Dolly không ạ? Con cũng tuyệt như thế đó Linda. Ơ nè 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 nè, coi chừng con sẽ bị mệt đó nha. Hả? Con ổn chứ Linda? Thật tội nghiệp cho nàng công chúa đó phải không mẹ? Cô ấy đã bị bắt, cô ấy phải xa cha mẹ của mình, người đã từng yêu thương cô ấy nhất. Con thật là một cô bé có trái tim nhân hậu, Linda. Nhưng con đừng vội lo lắng, vì câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc mà. Mẹ tin rằng một nàng công chúa có lòng tốt và nghị lực nhất định sẽ gặp được những điều tốt đẹp mà thôi. Có thật vậy không hả mẹ? Cô ấy sẽ thoát khỏi tay bọn thổ phỉ chứ ạ? Hay là mẹ đọc cho con nghe nốt phần cuối đi. Đã đến lúc con phải đi ngủ rồi con gái à. Ngày mai chúng ta có buổi hẹn với thầy giáo của con nữa đó. Làm sao mà con lại có thể quên mất chuyện đó được ha? Mai là buổi tập luyện đầu tiên của con. Con hy vọng rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Mẹ ơi, mẹ nói xem, con có thể trở thành một vận động viên nhào lộn chứ hả? Con hoàn toàn có thể mà Linda. Bây giờ thì chúc con ngủ ngon. Chúc mẹ ngủ ngon. Thầy thấy sao ạ? Con bé có triển vọng đi chứ. Lúc tập ngoài sân tôi thấy con bé bắt nhịp và thích ứng khá là nhanh. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy ở cô bé đó là sự nghị lực và niềm tin. Đó là điều tôi cần. Sẽ có những khó khăn nhưng chúng ta hãy tin tưởng. Ông có thấy hay không? Không chỉ riêng chúng ta, có rất nhiều người đang tiếp thêm động lực cho Linda đó. Đúng vậy, phía trước còn nhiều khó khăn lắm. Không sao đâu Linda, đó chỉ là những bước khởi đầu thôi. Mạnh mẽ lên. Cô gái mạnh mẽ của mẹ à, mọi thứ đang rất khó khăn với con có đúng không? Con đau lắm mẹ ơi. Có vẻ như con không thể phù hợp với bộ môn nào khi
mà không có chân mẹ. Con không được xuống tinh thần như thế đâu Linda. Sẽ không có chặng đường vinh quang nào mà mọi thứ đều suôn sẻ ngay từ những bước đi đầu tiên của con đâu. Cha mẹ đã nói với con rất nhiều rồi, không có từ không thể trong từ điển của gia đình chúng ta. Con có thấy công chúa trong câu chuyện mẹ kể hay không? Cô ấy đã có một kết thúc tốt đẹp khi trở về bên gia đình và kết hôn cùng với hoàng tử. Khi một khó khăn nào đó đang đến thì chắc chắn phía sau nó sẽ là những điều tốt đẹp đó con à. Càng đảm lên cô gái của mẹ à. Con sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu ạ. Không bao giờ. Dolly, thần tượng của con, cô ấy đã từng chấn thương vô số lần để có được thành công như hiện tại. Và con biết mình cần phải làm gì rồi. Có thể chứ. Nào, chúng ta trở về thôi. Các anh còn đang đợi con về để cùng chơi bóng rổ đó. Không biết là con có đủ sức để chơi không ha. Con sẽ thắng các anh. Về thôi ạ. Linda, cố lên. Linda, cố lên. Ôi trời ơi, đẹp mắt quá. Nhìn cô ấy thật tuyệt vời. Hay quá. Chào chị Dolly, cuối cùng thì em cũng đã được gặp chị, người mà em thần tượng trong suốt bao năm qua. Em đã thần tượng chị ngay từ khi em còn rất nhỏ. Thật như vậy sao? Đó là một vinh dự đối với chị. Chị được một người tài năng và nghị lực như em ngưỡng mộ. Chị rất khâm phục em đó, Linda. Vâng, thưa các bạn, chúng tôi đã mời đến chương trình này hai nữ vận động viên đã giành được thành tích cao nhất và được nhiều người yêu mến nhất trong thời gian gần đây cùng với cha mẹ của họ. Và các bạn biết không, đó còn là cuộc gặp gỡ giữa người hâm mộ với thần tượng của mình trên cùng một sân khấu. Thật là tuyệt vời, phải không nào? Thưa bà, phải chăng bà đang xúc động về cuộc gặp gỡ này? Đây không phải chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai vận động viên tài năng, cũng không đơn giản là cuộc gặp gỡ giữa người hâm mộ với thần tượng của mình, mà còn là cuộc gặp gỡ của hai chị em gái Linda. Dolly chính là chị gái ruột của con, và bà Happy là mẹ đẻ của con đó con à. Hả? Chuyện này là sao ạ? Linda, con gái của chúng tôi đã luôn trăn trở về việc tìm lại cha mẹ đẻ của mình. Thật trùng hợp là khi con bé thần tượng Dolly, chúng tôi đã nhận thấy ngoại hình của hai đứa trẻ rất giống nhau. Hơn thế, qua tìm hiểu, chúng tôi lại càng có những linh cảm gần gũi khi thấy sở thích và nghị lực của hai cô bé cũng giống như nhau. Điều đó thôi thúc chúng tôi âm thầm đi tìm sự thật. Linda và Dolly, các con chính là chị em ruột của nhau đó. Và mẹ chính là người đã bỏ con lại bệnh viện. Mẹ xin lỗi con gái. Mẹ trở dạ sinh con khi đang công tác tại một nơi xa lạ. Đúng lúc đó, mẹ nghe tin cha của con mất vì bị tai nạn. Mẹ đã bị tâm thần và tự ý bỏ đi khỏi bệnh viện. Các bác sĩ đã không thể tìm thấy mẹ. Hãy tha thứ cho mẹ. Vậy là cha của con đã mất rồi hay sao mẹ? Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ đã phải chịu nhiều thiệt thôi rồi. Chúng ta thật là may mắn khi có ông bà mất. Mẹ không biết phải làm gì để cảm ơn gia đình thứ hai của con nữa. Không, không, không có gia đình thứ hai nào hết. Linda là con của chúng ta. Từ hôm nay, tất cả chúng ta như là một gia đình mà thôi. Đúng vậy đó. Nơi nào có yêu thương, nơi đó là gia đình. Linda, chị thật tự hào khi có một cô em gái như em vậy. Và em cũng vậy. Cảm ơn bố mẹ đã cho con có được sự đoàn tụ ấm áp này. Đó là món quà ngọt ngào nhất và xứng đáng nhất mà cuộc đời dành tặng cho con, công chúa bé nhỏ của mẹ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.